Ngày 19 tháng 1, Chi cục Thủy khu vực Tuyên Hóa, Minh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thủy năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Văn Thuần, Phó cục trưởng Cục Thủy tỉnh Quảng Bình. Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm của Chi cục Thủy Tuyên Hóa, Minh Hóa, nên nhiệm vụ công tác thủy đạt được kết quả tích cực, góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn hai huyện Tổng số thu trong cân đối 125 tỷ 786 triệu đồng, đạt 135,4% so với dự toán tỉnh giao, 120,1% so với dự toán huyện giao. Trong đó, huyện Tiến Hóa thu đạt 94 tỷ 625,5 triệu đồng, huyện Minh Hóa thu trên 34 tỷ đồng. Đổi bật trên một số lĩnh vực như thu thủy công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên 36,5 tỷ đồng, đạt 122% dự toán. Thu lệ phí trước bạ 22,7 tỷ đồng, đạt 117,9% dự toán thu tiền sử dụng đất 38,1 tỷ đồng, đạt 190,8% dự toán tỉnh giao. Kết quả thực hiện điều toán tại các xã thị trấn được thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức, từng bước nâng cao ý thức tự giác, tự khai, tự nộp và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Công tác đăng ký, kê khai thuế, kỳ toàn thuế và hoàn tâm. Trong năm đã xử lý phạt 61 trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế thực hiện miễn giảm thuế cho hồ khoản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số tiền 1 tỷ 497 triệu đồng. Cấp mã thuế cho 2.468 trường hợp. Đã ban hành 35.795 lượt thông báo tiền nợ thuế và tiền nộp chậm, 14 quyết định cưỡng chế thuế bằng các biện pháp khác nhau. Qua thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã thu nộp ngân sách nhà nước 24 tỷ 964 triệu đồng. Chi cục thuế Tuyên Hóa, Minh Hóa đã phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. Phần đầu hoàn thành thu ngân sách nhà nước được cục thuế giao là 109 tỷ 400 triệu đồng. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, phần đầu hoàn thành vượt mức dự toán năm 2022, tối thiểu 10%, duy trì tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đạt 100%.